xin chia sẻ cảm nhận của anh chị về Lotte Mart Ba Đình mới. Hôm nay mình vừa mới đi xuống để mua đồ ăn sáng thì cảm nhận đầu tiên của mình là khi mình vừa mới xuống thì mình thấy không gian khá là thoáng đãng và bắt mắt, quầy hàng rất là dễ để tìm và rất là tiện cho khách hàng tìm mua sắm đồ. Chị cũng là khách hàng thường xuyên ở Lotte Mart nhưng mà hôm nay thì đến đây là chị rất là ngạc nhiên với cái diện mạo mới của Lotte Mart, khá là lộng lẫy, hiện đại, trẻ trung. Em cảm thấy diện mạo mới của Lotte Mart Ba Đình rất là đẹp và hiện đại, phù hợp với cả những người trẻ tuổi như em vì có thể vừa đến đây vừa mua sắm và vừa check in. Không gian rộng rãi, mới mẻ và hiện đại, tôi rất thích. Em cảm thấy là không gian rất là rộng rãi và thoáng mát hơn so với lúc trước ạ. Sự trưng bày có sự thay đổi khiến em là dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn ạ. Ở Lotte Mart Ba Đình thì cái không gian mới này rất là thoáng đãng, rộng rãi, sáng sủa, khiến cho em, những người trẻ như em cảm thấy rất là thích thú khi đến đây bởi vì cũng có khá là nhiều không gian check-in mới mẻ, đẹp đẽ. Đối với em thì không gian mới của Lotte Mart Ba Đình em cảm thấy rất là thoải mái, không gian rộng rãi, thoáng mát. Khi mà vào đây thì em thấy có rất là nhiều đồ bài trí khoa học khiến cho mình cảm giác rất là dễ tìm ấy ạ. Và đồ ăn thì tươi ngon, có rất là nhiều đồ mà em rất là muốn mua ở đây, tiện nghi, hiện đại. Và em sẽ giới thiệu cho mọi người thân của em đến đây để mua đồ bởi vì chất lượng rất là đảm bảo ạ. Em thấy Lotte Mart Ba Đình bây giờ có vẻ thoáng đãng hơn này, đẹp đẽ hơn này, tìm kiếm các đồ ăn dễ dàng hơn và giá cả cũng phải chăng hơn. Chị đến Lotte Mart Ba Đình rất là nhiều. Khi đến Lotte Mart Ba Đình thay đổi lại, chị thấy không gian ở đây thoáng đãng, rộng rãi và thuận tiện khi đi mua sắm và tìm sản phẩm cũng rất là dễ. Nói chung là chị rất thích cái diện mạo mới này. Tôi thấy tôi thích ấn tượng về giao diện mới của Lotte Mart Ba Đình. Không gian này rộng rãi, sạch sẽ và trải nghiệm cũng rất thoải mái. Lotte Mart, khám phá nét độc đáo trong mỹ vị cuộc sống.